anh em bắt đầu mở ong mật ở một cây bị chửa. Đấy, chặt bên đấy, chặt bên này. Hả? Đấy, thùng mẹ nó. Mật từ trên thôi. Trên thôi. Đấy mày chặt từ. Đấy chỗ đây cho khói vào được rồi đấy. Ô già mầm. Một phát này. Đấy, chặt cao lên, cao lên, cao nữa đi. Đấy. Đấy, thấy mật này. Đồ sóc đấy. Mùa đông ở đây là có sóc ạ. Ờ, ra rồi, ra hết rồi. Đồng quân vết. Đấy, quay ngược lại cái ống kia lại. Xó cái đầu thổi, đấy, xó cái đầu thổi cái vào, xong rồi thổi vào cái chỗ. Thổi vào lửa đi. Thổi vào lửa đi. Đấy, vào. Thế nào? Ờ, đấy. Chặt, đấy, đấy, đấy. Đấy. Cháy mặt. Ra hết rồi. Đấy. Đáp đấy. Thấy có sáp chưa? Vàng đấy. Đây có cái gì đấy nhỉ? Mới được về rồi. Mới gì sao già cưng? Không biết được cái mặt nào đây. Cây rất là độc lạ. Chỗ này đường kính chắc tầm khoảng 3-40. Xuống đến gốc đường kính chắc tầm khoảng 15. Cái này là cây ăn chăn đấy. Cây ăn trâu ấy. Rình ăn khoai không thấy ăn khoai đâu, thấy ăn mật. Không có chỗ để mà giờ mất thêm ở đây để mà. Mọi người xem video nhớ cho mình một like, mua mật ong thì cho mình một đăng ký kênh, nếu đang phân vân thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn.